16 Pro Max New Seal Full Box đầy đủ phụ kiện, chưa kích hoạt. Kích hoạt lên đủ 365 ngày bảo hành của hãng. Chỉ cao hơn cái thằng 15 Pro Max New trần có 5 triệu mấy à. 1978 nha, không được bảo hành hãng nha. Máy trần không có box, không phụ kiện nha. Có 5 triệu mấy à. Anh em đi mua 15 Pro Max làm gì nữa. Không, em nói thật. Em làm nghề em chia sẻ có sao nói vậy thôi. 16 Pro Max năm nay nó bị dính vô cái drama gọi là reset counter với lại panic full. Cái drama nó nổ lớn, nó nổ giống như là thằng 13 Pro Max bị xanh trắng màng vậy đó. Nhưng mà 13 Pro Max xanh trắng màng là em cay cú lắm, bởi vì em bị mất một cây tầm khoảng 10 triệu hồi xưa. Một màn hình 13 Pro Max nó rất là mắc nha, nhưng mà bán vài tháng nó đi một loạt, xanh trắng màng đi một loạt. Thì cái đó em mới công nhận là lỗi phần cứng, bởi vì em tìm ra được nó lỗi chỗ nào, lỗi củ cáp, nó lỗi quá áp trên màn hình. Nó nóng, nó chớp, nó làm đủ trò trên màn hình là em tìm được lý do tại sao lỗi phần cứng, và em khẳng định nó lỗi phần cứng. Em sẵn sàng đổi máy new seal, đổi new seal cho anh em. Nhưng mà 16 Pro Max năm nay em nói thiệt luôn, bán ra 50 cây đều bị reset counter panic full. Nên thành ra cái chuyện mà anh em đổi máy mới cho khách hàng á là cái chuyện đó là vô ích. Anh em hiểu cái chuyện vô ích không? Có nghĩa là đổi máy nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Đổi máy xong máy khác nó vẫn bị reset counter panic full. Nếu nó còn ở iOS 18.0.1 hay là 18.0, cứ đổi là bị. Thành ra em đổi tầm khoảng vài cây, được khoảng 4-5 cây, em quải quá em chịu không nổi, em bắt đủ tiền. Anh em nào mà thích mua cái này mà bị reset counter panic full á, đó lúc mà nó chưa có 18.1, iOS 18.1 á, lỗi em bác đủ 100% tiền. Bởi vì em hiểu khách hàng anh em xài mà nhiều lúc mình xài 24/7 suốt cả ngày mà nó bị reset tầm khoảng 10 giây thôi. Đúng là nó không ảnh hưởng nhiều thời gian, nhưng mà nó gây sự khó chịu nha. Và người này sẽ đồn người kia đồn người nọ, từ cái chuyện nhỏ nó thành chuyện to, và khách hàng cảm thấy là cái lỗi này là lỗi nặng và phải bảo hành. Em hiểu vấn đề khách hàng, đó là vấn đề tâm lý bình thường thôi. Em sẵn sàng em đổi, nhưng mà đổi nó không giải quyết vấn đề, nên em bắt đủ tiền. Và cũng may mắn quá, nhờ cái drama đó cái dòng máy này bây giờ để rề à. Em nói thật, 16 Pro Max mà cái bản Mỹ á, anh em đừng nói bản VN nha, bản Mỹ màu gold này luôn, cao hơn 15 Pro Max New trần máy Mỹ có 5 triệu mấy thôi. Còn nếu mà cao hơn cái bản mà có sim chất B có 4 triệu mấy thôi. Nó 15 Pro Max New trần 256GB. Đó, anh em mua vậy thôi, mua 15 Pro Max làm gì? Nổi bộ phụ kiện thôi, là cái box lại bảo hành thôi. Em nghĩ nó cũng phải lệch nhau 1 triệu rưỡi 2 triệu á. Đó, cứ quất 16 Pro Max cho em. Năm ngoái thì em khuyên là cái thằng 14 Pro Max nó giá nó cũng tốt. Thằng 15 Pro Max nó bị nóng, nó bị dễ bể này nọ loại chai. Thành ra em thấy thôi, cứ mua thằng 14 Pro Max đi. Mà năm ngoái 14 Pro Max em khách quay xe mua rất nhiều lắm. 15 Pro Max bị nóng nè, giá mắc nè, đủ thứ cái, vỏ dễ bể nè, bọc có titanium có 1mm nè, tản nhiệt không ngon nè. Em mở bên trong em cho anh em coi hết mà. Năm nay 16 Pro Max thì nó thiết kế cái khung viền giống như là thằng 15 LED á, 16 LED, đó nghĩa là cái khung sườn nó nằm ở giữa, màn hình nó ập vô bên đây và cái main board ập vô bên đây. Em hiểu không? Cái khung sườn nó nằm ở giữa. Còn bình thường là chỉ cái vỏ thôi và ịnh tất cả linh kiện lên. Thành ra 16 Pro Max anh em đánh giá tản nhiệt rất tốt, xài ngon á, thiết kế phần cứng hơi bị ngon. Thậm chí Apple có làm cục pin của 16 Pro, cục pin kim loại nữa. Cái đó để em nói sau đi. Năm nay là Apple làm nhiều cái hay lắm. iOS 18 và linh kiện bên trong ok. Còn khi anh em mua cái máy new seal nè, thứ nhất là anh em đều sẽ cáp nó giống vậy. Và tất nhiên là không được cây sim 100.000 đâu. Cây chọt sim của Apple á, ai chọt có 100.000 không có. Thì đây là máy Mỹ. Máy Mỹ thì chân lụi vậy. Máy Mỹ thì được một cái ưu điểm á, có nghĩa là khi máy trơn như vậy nó không có cây sim á, thì khả năng kháng nước sẽ tốt hơn. Nó không phải là một cái ron, nó khoét một cái lỗ làm khả năng kháng nước tốt hơn. Và máy Mỹ á, ở trên bản 15 Pro Max á, là nó mát hơn bản có sim, tại vì diện tích main á nó tối ưu hơn, nó tản đều linh kiện ra, nó tối ưu hơn thì nó mát hơn. Còn 16 Pro Max thì em xem qua thì main nó cũng thế thôi. Em nghĩ nó không mát hơn đâu, mà eSIM được cái bảo mật tốt. eSIM được cái bảo mật tốt hơn. Nếu anh em thích eSIM thì anh em đi du lịch nước ngoài á, anh em phải mua cái sim qua QR code. Anh em chỉ việc anh em quét cái thôi rồi anh em xài cái sim nước đó. Nó tiện hơn là thay vì anh em phải mua cái sim cứng anh em đặt về và anh em gắn vào. Nha. Em xài eSIM em thấy tiện hơn là xài khai sim, bởi vì cái một máy em không có gắn sim ra, gắn sim ra, em add eSIM cái thôi, thế là em xài. Tương lai thì em nghĩ để cắt một cái ổ sim nó bự bằng khoảng nửa ngón tay á, thì chắc sau này sẽ xài eSIM hết, kiểu như Apple sẽ bỏ cổng 3.5 á, sau này cắt bỏ khai sim luôn. Đó là công nghệ mười mấy năm rồi, từ cái thời Nokia của mình là xài cái sim bự gắn rồi, cái công nghệ đó cũ lắm rồi, sau này xài eSIM hết. Còn 16 Pro Max có đáng mua hay không thì em nói thiệt luôn, nếu mà lệch nhau mười mấy, em đã từng lên clip đó rồi, lệch nhau mười mấy triệu, đừng có mua. Cái tiền đó mình mua bữa ăn cho ba mẹ đi, mua ghế massage, mua đồ ba mẹ đi.
thiệt lo chăm sóc gia đình thì nó ok. Còn bây giờ lịch nha có 5 triệu mấy thì thôi à, anh em xin xin ba mẹ mua cho em anh em cái điện thoại đi, lịch có 5 triệu mấy, 15 đồng mắt à. Với điều kiện là em lên đời nha, anh em xài 15 đồng mắt, anh em lên đời 16 đồng mắt thì bù 5 triệu mấy ok nha. Còn cái kiểu mà anh em mua thẳng ví dụ nguyên cây 16 đồng mắt thì thôi, nhu cầu mình tới đâu mình mua tới đó. Thật sự mỗi khi anh em cầm điện thoại á, không chơi game nặng trên cái màn hình nhỏ xíu này đâu nha, chụp hình cũng không chụp hình chuyên nghiệp như ảnh Canon hay Leica trên cái camera cùi bắp này đâu. Em nói thật, một cái máy ảnh cảm biến nó bự tổ bố như nè, anh em muốn thay đổi khẩu độ ống kính này, có việc thay những ống kính khác vào, làm một cảm biến và thay nhiều ống kính vào. Còn chính vì cái ưu điểm cái yếu điểm của cái điện thoại á, là nó không thay đổi được cảm biến, thành ra phải làm ba cái cảm biến và ba cái ống kính khác nhau để anh em thay đổi cục chụp 0.5, 1x, 2x, 5x. Đó là sự bất tiện của điện thoại, thành ra chụp trên đây nó thật luôn á, chụp cũng không có đẹp đẽ gì đâu nha. Chơi game nặng thì không, chụp hình không phải quá kinh khủng, thành ra cái thao tác chủ yếu là trên cái màn hình 120Hz này. Em nói thật, trên cái màn hình 120Hz này anh em cứ mua khi nhu cầu anh em cảm thấy em cần dùng tới 16 đồng mắt. Tiền mình còn nhiều vấn đề khác mà xử lý. Em không nói top 1% người giàu Việt Nam nha, em đang nói 99% anh em đang muốn mua điện thoại thì mình cứ mua phù hợp nhu cầu. Bây giờ nếu mà em không bán điện thoại, em xài tới 12 em thấy ngon rồi, có 5G, có OLED, đúng không? Bây giờ cũng một cái vỏ, một cái màn hình, một cái camera, một cục pin, thiết kế từ 2G tới giờ đó vẫn là thiết kế nguyên khối, đó là nó thật luôn, đó là hay nhất từ đó tới giờ rồi, ngon lành nhất và bền nhất. Gặp ra vào rồi xong bị chảy mực. Nói thật, càng gặp nhiều bụi bẩn hay là những cái bụi mịn nó sẽ lọt vào những cái linh kiện bản lề cái kiểu, nó sầm gây kẹt rồi gây hư, gây chổi lên rồi chảy mực rồi hư màn, rồi camera thò thụt đưa lên để lên để xuống, rồi camera xoay xoay thay đổi ống kính cái kiểu, nói chung là cứ thay đổi hình dạng là không bền. Còn nguyên khối như vậy gắn theo một đống nút thì nó bền. Em thật Apple cái năm nay mấy cầm cái nút này thì cay thiệt chứ. Nè, có lần chụp hình muốn bấm. Phải bấm vậy. Bấm tay phải là sao bấm? Vậy là bấm bấm bằng thịt. Nó thiệt luôn sao bấm? Còn để vậy, cầm vậy thì bấm không được. Cầm vậy sao em bấm được? Phải cầm vậy, cầm vậy thì che che bà cái màn hình này. Nên cái nút này em thật em đang quay bằng 16 mắt nè. Em không xài nữa thì anh em mua lúc này vì cái nút hay là vì cái màu sắc hay là vì nó là 16 đồ mắt thì thôi đừng có mua, nhu cầu tới đâu đi thì mình xài tới đấy. Còn nếu mà chỉ lệch có 5 triệu mấy thôi thì cái này nó ngon khủng khiếp luôn. Có nghĩa là nếu mà bỏ cái sạc cáp phụ kiện, cái trị giá cái bảo hành cũng là vậy, cũng là đổi ra tiền nha, cái hộp box thì cũng ra tiền nha, thì lệch nhau 1,5 triệu 2 triệu thì còn lệch nha 3 triệu mấy. Ông nội ơi, rẻ quá rẻ rồi, mua 16 đồng mắt đi. 15 đồng mắt giờ giá đang lên lắm, mà nếu mà anh em muốn mua đồng mắt 15 đồng mắt thì bên em cũng có bán nha. Em có bán cả 15 đồng mắt máy cũ nha, máy mới mà sẽ đồng mắt máy mới chưa có máy cũ, và chính sách bảo hành luôn. Em thật luôn, cam kết là đang là top 1 silver thật, bảo hành 1 năm lên đời thu bằng giá bán lẻ, rơi bởi cứng móp vào nước sửa free rồi thế nha.